Xin một tràng vỗ tay cho hai cô giáo ạ. Ở đây thì trường thì các cô chắc chắn là cũng không muốn cho biết tên tuổi, gọi là các cô bao nhiêu tuổi. Thế nhưng mà tôi xin bật mí là một trong hai cô là cao tuổi nhất trong số các thầy cô giáo ở đây. Đây là hai cô giáo đã từng dạy tiếng Nga cho khóa 100 thiếu sinh quân đầu tiên sang Liên Xô học tập. Và ở đây thì có các học trò của các cô. Đó là xin được giới thiệu ông Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng, bà Hồ Thị Lan, nguyên người phát ngôn Bộ Ngoại giao, nhà giáo ưu tú Vũ Thế Khôi, chú Minh Trí và cô và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tuyết Minh. Tuy nhiên đây mới chỉ là đại diện cho 100 thiếu sinh quân đầu tiên. Còn những người khác đâu ạ? Cho chúng tôi thấy cánh tay đi ạ. Cánh tay của các cô với chú đâu ạ? Vâng, xin cảm ơn. Trong số 100 người này thì về sau có rất là nhiều người đã tiếp tục học lên đại học ở Nga, và có người thì về nước chiến đấu hay là công tác, và tất họ cả họ đều rất là thành đạt và từng giữ những vị trí quan trọng hoặc là có đóng góp không nhỏ cho đất nước. Hai cô Emma và Sophia hôm nay mặc những bộ quần áo dài rất là đẹp, và đây có lẽ là quà tặng của các học trò của cô phải không ạ? Это подарок от ваших студентов, да? Да, это подарок. Это подарок от наших учеников. Это кто подарил? Tuyết Minh đó. Cô Tuyết Minh đã tặng hai bà những bộ áo dài này. Thưa hai cô đã sang Việt Nam cách đây 2 năm và chuyến thăm Việt Nam lần này thì có ấn tượng như thế nào đối với hai cô và có khác gì cái chuyến thăm lần trước? Чем различается ваша поездка, эта поездка, с той поездкой 2 года назад? А та поездка, которая была 2,5 года назад, была в связи с празднованием 50-летия первого приезда в Советский Союз вьетнамских учащихся. Cái chuyến thăm đó thì là nhân cái dịp kỷ niệm 50 năm ngày mà các thiếu sinh đầu tiên sang Liên Xô học tập. А это? Да, а чем различается? Отличается тем, что после того, как мы долго не видели наших любимых ребят, мы встретили уже седовласых людей, взрослых, сделавших большие успехи. Они за это время внесли большой вклад в развитие страны. Ở đây thì chúng tôi được gặp lại những cái học trò của chúng tôi ngày xưa, 50 năm trước, bây giờ thì mái đầu họ đã điểm bạc và họ đã có những cái đóng góp rất lớn cho đất nước Việt Nam. А вот подушин, вот по, я думаю, что вы можете сказать, чем различается вот та поездка с той, с этой поездкой? Первый раз, когда мы приехали сюда, мы узнавали наших дорогих ребят, которых мы давно не видели, 50 лет, и встретили совсем взрослых. Vâng, cái chuyến thăm Việt Nam lần trước thì chúng tôi bắt đầu dần dần nhận ra những cái học trò ngày xưa của mình sau 50 năm. Мы, конечно, с ними встречались раньше. В Москву, когда они приезжали в Москву по своим делам, мы всегда их встречали и видели с ними. Но сейчас мы приехали, если первая встреча, это было узнавание. Мы узнавали их, наших молодых-молодых ребят и уже теперь взрослых людей, то сейчас это уже были наши старые-старые друзья. Самые родные и близкие нам. Nếu như mà chuyến thăm là 2 năm trước ấy, là chúng tôi gặp lại những học trò của chúng tôi, là những người bạn cũ và chúng tôi bắt đầu dần dần nhận ra họ, thì 2 năm sau chúng ta quay trở lại thì là chúng tôi gặp lại những người bạn cũ, còn cũ hơn, cũ, tức là chúng tôi đã biết họ rất là nhiều rồi. Это я перевожу ваши слова. Đó là tôi đang dịch lại lời của bà. Vâng. Тогда я еще хочу сказать, ребята, мы вас любим всех. Chúng tôi yêu các bạn. Thưa quý khán giả ở đây thì có một điểm đặc biệt là
ngồi ở đây thì cũng có một thầy giáo của tôi, thầy giáo dạy tiếng Nga của tôi. Và một điều rất thú vị là tôi sẽ chuẩn bị phỏng vấn thầy giáo và đã phỏng vấn cô giáo của thầy giáo rồi. Thưa thầy Vũ Thế Khôi, đợt này em thấy thầy rất là vất vả với cái việc chuẩn bị cho chuyến đi của các cô. Và có lẽ là em thấy rất là vui bởi vì là chưa có bao giờ mà em với thầy lại gặp gỡ nhau và lại liên lạc với nhau thường xuyên đến như thế trong cái đợt này đúng không ạ? Mời thầy. Thầy có thể vừa nói tiếng Việt và vừa nói một chút tiếng Nga cho các cô hiểu đúng không ạ? Vâng. Đấy, thầy cứ nói luôn ạ. Прежде всего, я должен сказать большое-большое спасибо нашим первым учительницам русского языка. Trước hết, tôi muốn nói lời cảm ơn đối với hai cô giáo đầu tiếng Nga đầu tiên của chúng tôi. Они уже очень старые в возрасте, да? Софья Леонидовна, я могу сказать, 86 лет, а Эмма Самойловна 84 года. Они Софья... не хотят от возраста сказать. По Софья, они не хотят. Это они по русской традиции, а я по вьетнамской традиции. Во Вьетнаме уважают возраст. Các cô không muốn vì các cô theo truyền thống của Nga, còn tôi là người Việt thì người Việt ta rất kính trọng những người cao tuổi. Các cô đã cao tuổi thế mà vượt 10.000 cây số để đến với chúng tôi rất cảm xúc động vì điều đó. Вы проехали 10 тысяч километров, приехали сюда в Вьетнам, и он очень взрослый, да, взволнован, да, хорошо. Большое вам спасибо еще раз, một lần nữa xin rất cảm ơn hai cô. Chúng tôi xin thay mặt các bạn cảm ơn hai cô. Xin cảm ơn nhà giáo Tú Vũ Thế Khôi. Thưa bác Vũ Khoan, bác là người đầu tiên, có lẽ là một trong những người đầu tiên mà chúng cháu đã phỏng vấn bác trong những loạt phóng sự mà giới thiệu về chương trình Thầy Trò Xô Việt. Và cũng nhờ những đó, nhờ cái loạt phóng sự đó mà chúng cháu đã tìm ra được những cái câu chuyện rất là hay. Và hồi đó thì bác đã rất là hào hứng kể về cái việc là các cô đã dạy tiếng Nga cho các bác như thế nào từ những ngày đầu tiên, từ cái hồi mà không có từ điển hay là tài liệu cũng không có. Vậy thì những thầy cô giáo này có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời của bác ạ? Nói về... tác động của các cô giáo đối với tôi thì không có lời nào có thể tả hết được. Nhưng mà điều đầu tiên tôi muốn nói là cô em Samuelovna này là phụ trách cái tổ của tôi. Theo nghĩa đen đấy, đã dắt tay tôi vào thế giới mênh mông của tiếng Nga. Đúng là lúc ấy chúng tôi sang năm 1954 thì không có từ điển, không có sách giáo khoa, không có tài liệu gì cả. Thế thì làm thế nào mà dạy chúng tôi tiếng Nga được? Thì cô đã dắt chúng tôi đi quanh cái lớp ấy, chỉ đấy là at the store, đây là cái bàn, đây là cái ghế, at the TV, ở đây là cái cửa, at the Arno, ở đây là cửa sổ, vân vân. Về sau hết tất cả những cái cụ thể đó rồi, sang những cái khái niệm trừu tượng làm thế nào đây, thì cô đã dùng những cái quyển sách tranh của trẻ em đó, chỉ đây là con voi, đây là con cá, vân vân để dạy chúng tôi. Nhưng mà đến cái mức trừu tượng nữa thì thôi đành bằng tay thôi. Thế thì đúng là cô đã cầm tay chúng tôi dắt vào thế giới nước Nga, tiếng Nga. Điều thứ hai đó là cô đã cũng cầm tay chúng tôi dắt vào thế giới văn hóa phong phú của nước Nga. Vì chính qua các cô chúng tôi đã biết ai là Pushkin là thế nào, Tolstoy là thế nào, Tolkien là thế nào, Dostoevsky là thế nào, và những cái giá trị văn hóa cao đẹp đó của nước Nga đã thấm vào lòng tất cả chúng tôi cho đến bây giờ. Chúng tôi cũng không giấu gì, đã 74 tuổi rồi, nó vẫn là ở trong lòng của mình. Cái điều thứ ba đó là các cô đã dạy cho chúng tôi nên sống thế nào. Các cô đã truyền cảm cho chúng tôi cái tâm hồn Nga. Tất cả các bạn ở đây mà nói tâm hồn Nga là hiểu ngay nó là thế nào rồi, tôi không cần nói. Và cái tâm hồn Nga đó đã đồng hành với chúng tôi suốt cả cuộc đời, phấn đấu, đóng góp cho đất nước, nhưng mà trong mình luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm hồn Nga đó. Và gắn kiện với cái tâm hồn Việt Nam, thì hai cái tâm hồn Nga Việt Nam nó gắn kiện với nhau, thành sắt đá và đưa chúng tôi tiến lên trong cuộc đời. Аплодисменты, пожалуйста.
Bác có muốn nói một câu tiếng Nga gì đâu với đất cô ạ? Дорогие родные учителя и учительницы, вам очень трудно представить, насколько мы очень рады встрече с вами сегодня на нашей родной земле. В этот момент в нашей памяти возникают очень теплые воспоминания о просторе ваших полей и лесов. Возникает воспоминание о вашей прекрасной мелодии, но особенно возникает очень теплые воспоминания о ваших людях. Именно они окружили нас своим вниманием, отдали нам все, что у них есть. И благодаря вам во Вьетнаме появилась целая плеяда ученых, инженеров, рабочих, офицеров и в том числе и политических деятелей. Я думаю, что очень трудно найти в мире страну, где так много выпускников ваших институтов. В бизнес моим секретарем ЦК партии и заместителем премьер-министра, генеральный секретарь нашей партии, выпускник Лесного института Ленинграда, председатель национального собрания, выпускник Донецкого технического университета, премьер-министр, выпускник Плеханова. Так что они составляют костяк нашей борьбы за освобождение воссоединения страны, костяк строительства новой жизни и костяк Вьетнама, советской Вьетнама, русской, украинской дружбы. Đây thì chắc là chẳng cần dịch tiếng Việt, nhưng mà vì là truyền hình trực tiếp, chắc là bà con cũng có người không biết tiếng Việt, thì tôi xin dịch nhanh một không biết tiếng Nga, tôi xin dịch nhanh một tí. Là thưa các thầy, các cô thân yêu, các thầy, các cô chắc là rất là khó hình dung chúng tôi vui mừng như thế nào trước cái cuộc gặp ở trên đất nước thân yêu của chúng tôi ngày hôm nay. Gặp các cô ấy, các thầy thì trong hồi ức của chúng tôi hiện lên những cái sự hoài niệm rất là nồng ấm về những cánh đồng, cánh rừng Nga mênh mông, về những bài hát Nga đẹp đẽ và đặc biệt là về những con người Nga đã dành cho chúng tôi tất cả những cái gì họ có, và nhờ họ thì ở Việt Nam đã xuất hiện cả một cái thế hệ các nhà khoa học, các nhà kỹ sư, công nhân, sĩ quan và cả những cái nhà chính trị. Có lẽ ở trên thế giới là chẳng có một cái nước nào mà những cái người lãnh đạo ở ít nhất là trong cái thời tôi làm việc á, thì Tổng Bí Thư cũng là học tốt nghiệp trường lâm nghiệp của Leningrad, Chủ tịch Quốc hội như các bạn thấy đó, thì học ở Donetsk, Thủ tướng Chính phủ thì là học ở trường Plekhanov, thì họ là cái nòng cốt của cái cuộc đấu tranh của dân tộc chúng ta để giải phóng và thống nhất đất nước cũng như là xây dựng cái cuộc sống mới. Thế và họ cũng là cái người, cái nòng cốt để thúc đẩy cái quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta. Vam Nizhny Prakon. Спасибо большое. Vâng, vừa rồi thì gặp các cô ở Moscow thì tôi cũng rất là ngạc nhiên khi thấy các cô mặc áo dài này, rồi lại còn hát cho chúng tôi nghe một bài hát làng tôi Mayo Silo đó, bằng tiếng Việt. Còn bây giờ thì các cô sẽ cùng các học trò của mình hát cho chúng ta nghe bài hát làng tôi. Và xin mời cả hội trường chúng ta cùng ủng hộ. Та шелеса, где сеною стан бамбук кругом. Там село, село, раное милый очи дом. Там река была светла, там весна была тепла.
хлеб, мир на жизнь стекла. Làm tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ ru. Đời đang vui, đồng quê yêu dấu, bóng cầu mấy con thuyền một dòng sông. Nhưng thôi rồi còn đâu quê nhà, ngày giặc phá đời làng triệt thổ, đường ngập bao xương máu tơi bời, vườn quê ông nhà chợ tàn hoang.